Cụ ơi, thân ôi thế là thời gian này cũng vô cùng là ngắn ngủi. Cũng chỉ còn từ giờ cho tới 14 giờ chiều của ngày hôm nay. Là toàn thể các con, các cháu của cụ phải cúi đầu tiễn đưa người cha, người ông, người cụ quân bản kính thương về nơi an nghỉ cuối cùng. Than ôi cha hiền kính thương ơi, cha ơi, đúng là cái này đông tàn thì xuân cũng đã bước sang, mà cha hoa luôn lở lắm bằng sự rơi. Vội vàng chi thế cha ơi, cha theo cánh hạt về trời hôm nay, mà đời người thì bao lỗi đắng cay, đau lòng sáng nồi đau lầy cha ơi. Thôi thế là trái tim của cha đã đứng lại rồi, hàng mi cũng đã khép, màn trời cũng đã buông, mà thương cha thì suối nị trào tuôn, quặn lòng anh em con cháu đau buồn sao quên. Đứng trước những án tiền của cha giờ phút biệt ly này đây, tay anh chị em chúng con chỉ biết trước cây nhang đỏ mà lệ sầu tuôn rơi. Thương cha lắm cha ơi, thương cha giờ này chúng con chẳng biết phải làm sao. Chúng con chỉ biết mượn ngọn kèn tiếng trống của đoàn hồi, xin được gửi tới hương hồn của cha với bản nhạc giọt sầu thương khóc cha. Thank you.
cha quý. Giờ này đây với những tấm lòng thành của các con là trai dâu gái rể, của các cháu nội ngoại. Giờ này đây có sửa soạn tinh cơm đĩa muối để mỏng lòng thành. Giờ này đây vẫn là bữa cơm của cụ vẫn thường sinh hoạt với các con, các cháu và anh chị em nội ngoại. Nhưng giờ này đây lại là bữa cơm của cụ đã sắp sửa phải xa rời trần thế, xa các con, xa các cháu, xa anh chị em nội ngoại. Kính thưa chân vong linh hồn, cha kính quý, cha ơi thời gian thấm thoát, thế là thời gian thấm thoát cha chỉ còn ở với chúng con cùng anh chị em nội ngoại từ giờ đến 2 giờ chiều ngày hôm nay. Cha ơi để rồi chiếc xe sang sẽ thay thuyền bát nhã tiễn cha đi từ xa cuộc đời. Cha ơi giờ này đây thì chúng con thân phận làm con, cha ơi nói sao cho hết lòng chúng con thương cha lúc này. Cha ơi ơn cha thì biển rộng sâu sâu để chim bạch khăn trăng trên đầu ba cô. Cha ơi giờ này đây thì chúng con trai dâu gái rể cùng các trong cái nội ngoài đã đông đủ về đây. Cha ơi giờ này đây thì chúng con khăn tang phủ kín mái đầu. Cha ơi cha có thấu lòng chúng con thương cha lúc này hay không? Cha ơi thế là từ ngày hôm nay đây bổn phận của cha là từ nay đã tròn với trần gian, với chúng con cùng anh chị em nội ngoại cùng các cháu cha đã tròn nghĩa vẹn tình. Ôi linh hồn cha giới có thiêng cha về đồ cho chúng con cùng anh chị em con cháu được bình yên thọ trường. Vâng, trong giờ phút đau thương vô hạn này, đây ban tổ chức tang lễ xin trân trọng kính mời ban nhạc thiếu cử nên ba hồi trống triều thịnh, trần vong linh hồn của Trần Văn Quế ở đâu,
cụ về gửi tài bản tiền biến hưởng tuần chúc thử. Cha ơi, tinh hồn cha phàn phất phới.
cả nơi này mênh mặt nước bờ. Thank you.
gây nên gió này đầy tây nguyên hà nành mây tre cả nương cõi ông cha đã ra về để cho con cháu nhiều khỏe nữa. Địa mùi để mong lòng thầy mong mong cha nhận lấy những gì thì con cháu dâng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta nơi hồn cha thấy đã trở thả quan làm đó con cháu nằm đầy giọt mi giây phút này đây nén nhang vĩnh biệt trong ngày đau thương vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị vĩnh trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm cụ bắt đầu. Qua ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị đưa gót trên địa bàn huyện Con Trầu để anh em con cháu và những người thân của cụ đón tiếp và thưa lời cảm tạ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Chị về đây bập bùng đến sáng lòng này đau thương. Về đây chúng cháu xin dâng tuần hương chúc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu đầu. Ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin kể về đây buồn xin chia sẻ nỗi đau thương trong giờ phút đau thương vô hạn này. Ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình tang quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị dâng hương xong rồi đưa gót trên địa bàn nước Con Trầu để anh em con cháu và những người thân của cụ đón tiếp và thưa lời cảm tạ. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Thưa hương hồn cổ kính quý, cụ ơi đoàn ta khách là họ Bùi Đông Kiều cùng anh em về đây bỏ bùng đến sáng nồng này đau thương. Về đây xin dâng tuần hương chúc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu. Cụ ơi giờ này đây hoa về thăm viếng cụ hôm nay, cửa nhà tang tóc thế này hoa ơi. Ôi trong hoa có nước mắt rơi, hoa về tây góc cùng gửi phải không. Giờ này là đoàn tang khách của họ Bùi Đông Kiều cùng anh em về đây dâng tuần hương thơm, mời đoàn lên dâng hương vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình tang quyến.
Kính thưa hương hồn ông, kính thưa gia đình Tăng Quyên, Hòa Bùi Đông Kiều, cùng anh chị em chú ý. Nhận được tin ông hai năm mới về quy ẩn tổ tiên, anh em chú ý trở về tới đây có vòng hoa thương xót, thắp đèn tâm nhang để đến viếng hương hồn ông, cùng chia buồn với gia đình Tăng Quyên. Ông anh là một người anh của chúng em, mẫu mực dìu hiền để đàn em theo. Bây giờ anh đã về quy ẩn tổ tiên, chúng em đến đây không biết nói gì, chỉ chia buồn cùng với gia đình Tăng Quyên. Những đau thương mất mát to lớn này không có gì bù đắp lại được. Vậy chúng em trở về tới đây, đứng trước đinh sàng anh, tắt nhát tâm nhang để đi viếng hương hồn anh, cùng chia buồn với gia đình Tăng Quyên. Không biết nói gì, bây giờ chúng em xin anh để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Xin phép anh cho phép chúng em đi vào vòng quanh linh cứu của anh một lần cuối, trong lúc ra đi mãi mãi không bao giờ còn nữa. Xin phép anh. Xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình Tăng Quyên xin được gặp ta. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị nuôi gót trở lại bàn lớn văn chầu, chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng người này. Sáng lòng này đau thương, về đây xin dâng tuần hương, chúc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu. Cụ ơi hương trầm hỏa khói ninh xa, xóa bỏ yêu tư trốn đào đời. Cụ nay theo gót người tiên cổ, nén gan thành kính vạn trùng xa. Xin mời vị đại diện cho gia đình con cháu của ông Cải lên dâng hương vĩnh biệt, chia buồn cùng gia đình Tăng Quyên. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, giờ này xin trân trọng kính mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm
đã qua ban tổ chức tang lễ thầy đời gia đình Tang Quyến xin được cảm tạ. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị nuôi cốt trên địa bàn nước Con Trầu và cùng chung tay lo công việc cho cụ trước lúc đi xa. Gia đình ban tổ chức tang lễ những quý cụ ơi thế nào hết từ nay đâu còn nữa bóng dáng cụ trên cõi thế gian này. Vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị đứng trang nghiêm để tâm dành một phút mừng niệm. Phút mừng niệm cụ bắt đầu. Tổ chức tang lễ thầy đời gia đình Tang Quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị nuôi cốt trên địa bàn nước Con Trầu chia sẻ. Trong giờ phút trang trọng của hôm nay, ban tổ chức tang lễ thầy đời gia đình Tang Quyến xin được cảm tạ. Giờ này xin trân trọng kính mời quý vị dâng hương xong rồi nuôi cốt trên địa bàn nước Con Trầu chia sẻ nỗi đau thương vô hạn cùng gia đình Tang Quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Giờ phút đông thương vô hạn này, ban tổ chức tang lễ thay lời gia đình Tang Quyến xin được cảm tạ. Gia đình xin trân trọng kính mời quý vị nuôi cốt trên địa bàn nước Con Trầu chia sẻ nỗi đông thương vô hạn cùng gia đình Tang Quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tức 1 giờ trưa ngày hôm nay, là đoàn tang khách đại diện cho đảng chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Đen Lợi, xã Tân Hưng xếp tề tiểu trở về gia đình Tang Quyến uống nước ăn trầu và tổ chức lễ tiễn đưa cụ Trần Văn Quế về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Vậy giờ đây ban tổ chức tang lễ xin thay lời gia đình Tang Quyến xin được thông báo và kính mời đến đoàn tang khách, cán bộ và nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Đen Lợi, xã Tân Hưng. Giờ này xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bà con nhân dân. Giờ này hãy khẩn trương sắp xếp công việc để trở về gia đình Tang Quyến uống nước ăn trầu. Và đúng vào hồi 13 giờ tức 1 giờ chiều ngày hôm nay sẽ tổ chức lễ tiễn đưa cụ Trần Văn Quế về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Vậy giờ này ban tổ chức tang lễ xin thay lời cho các con, các cháu, những người thân của cụ xin được thông báo và kính mời đến đoàn tang khách, cán bộ và nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể bà con nhân dân. Từ đây xin trân trọng kính mời quý vị hãy sắp xếp công việc để trở về gia đình Tang Quyến uống nước ăn trầu và tổ chức lễ tiễn đưa cụ Trần Văn Quế về nghĩa trang quê nhà yên nghỉ. Gia đình xin được thông báo và kính mời. Kính thưa vong linh hương hồn cụ Trần Văn Quế vô cùng kính quý. Kính thưa toàn thể đại gia đình Tang Quyến tăng gia, hôm nay đây thật là bồi hồi xúc động khi đoàn kiếp nhạc chúng con nhận được lời mời và sự ưu ái từ phía gia đình. Đoàn chúng con đã vội trở về đại tăng gia. Trước hết
là chúng con đến để xin chia sẻ nỗi buồn đau thương mất mát vô cùng to lớn đối với toàn thể đại gia đình Tam Quyến. Sau, chúng con cũng xin được phục vụ buổi lễ tang tổ cụ một cách trang trọng nhất. Vâng, cụ ơi đứng trên bàn phủ khói hương nghi ngút. Tấm lòng thành chúng con đã vội trở về đây. Giờ đây đứng trước áng tiền, chúc cụ an giấc suối vàng ngàn thu. Vâng, và cũng là để tỏ lòng thành kính đối với cụ trước lúc đến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ phút biệt đi này đây, xin cho phép dịch vụ tăng lễ chọn gói xuân thường đến từ quê hương thôn Trần Phú, xã Tân Hưng của chúng con được long trọng cử hành buổi lễ dâng hương để viếng cụ. Và ngay sau đây, đáng nghi lễ dâng hương của đoàn chúng con xin được bắt đầu. Xin những các đoàn kim nhạc chúng con được bày tỏ tấm lòng thành kính cùng với những tâm tư tình cảm bồi hồi xúc động cùng với sự sẻ chia, chúng con xin được gửi gắm vào tiếng kèn sầu buổi trưa chiều ngày hôm nay đây. Chúng con xin được tiễn biệt cụ về với tổ tiên, tiếng kèn vơi nỗi buồn phiền, bụi trần rũ bỏ cõi tiên cụ về. Tiếng kèn thay lời sẻ chia, nỗi buồn người ở người về cõi âm. Hương thơm kính dâng một tuần, tiếng kèn xin được ủ lên viếng người. Tiễn cụ về chốn bồng lai, chúc cụ an nghỉ rất dài ngàn thu. Vâng, và ngay sau đây là bản nhạc lệ Phật Quan Âm. Đoàn kim nhạc chúng con sẽ được long trọng trình bày để tiễn viếng lên hương hồn của cụ và chúc cụ về có liếp bản được tiêu sinh tịnh độ, an nghỉ rất dài nơi suối vàng ngàn thu. Là những lén hương trầm đang tỏa khói bồi bay nghi ngút cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên những gò má thân thương. Và vào những giờ khắc biệt như cuối cùng sau hết lễ đây, xin cho các đoàn kim nhạc chúng con được mượn tiếng kèn sầu, được mượn những dòng thơ, những câu ca nói về mùa tri ân báo hiếu để thay lời cho tất cả các con của cụ. Xin được kính viếng lên hương hồn của người cha vô cùng kính quý sau lúc tí đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cha hiền kính thương ơi, cha ơi bỏ những giờ khác biệt đi cuối cùng sau hết lại đây. Xin cho anh chị em chúng con được nói lời cảm ơn cha. Cha ơi, chúng con xin được cảm ơn cha vì tất cả những gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất mà cả cuộc đời của cha sống tôi đã tần tảo dành cho anh chị em chúng con. Cha đã nuôi dạy anh chị em chúng con khôn lớn lên người. Những lời thì thầm động viên sớm tối to nhỏ của cha là hành trang trong cuộc đời của chúng con. Vậy mà cha ơi, giờ phút này đây cha mất không còn. Chúng con chỉ biết ngồi khóc héo hon lệ sầu. Than ôi, giờ này đây hồn cha đang ở đâu? Sao cha không về? Cha không về để cha ấp ủ những mái đầu nhớ thương. Lỗi thương cha. Mà giọt lệ sầu của anh chị em chúng con đây chỉ biết vấn vương trên khóe mắt. Lòng bồi hồi, chúng con chỉ biết nói tiếng biệt ni. Nhờ lời ca lời kèn sầu, chúng con xin được khóc tiễn biệt cha với bản nhạc Tình Cha. Thank you.
ra đi vĩnh biệt đời, mà trần gian lặng lẽ lệ tuôn rơi. Cụ về nơi ấy hồn an nghỉ, con cháu Tào hiền lặng nhớ thương. Vâng, và cũng là để tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ thấy cụ trước lúc tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Do phụ biện nhi này đây, xin cho pháp đoàn kim nhạc chúng con được mời tất cả mọi người trong sân đăng cùng với ban kim nhạc chúng con, chúng ta hãy tính tâm dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tế cụ. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Lễ dâng hương và lễ tưởng nhớ tế cụ của đoàn kim nhạc đến từ công ty dịch vụ tăng lễ chọn gói Sơn Thượng, quê hương thôn Trần Phú, xã Tân Hưng, xã Nhà của chúng con đã được chu viên hoàn tất. Đoàn chúng con xin được đồng cúi chào cụ lần cuối. Và trong giờ phút đau thương của hạn này, ban tổ chức tăng lễ xin thay lời gia đình tăng quyến xin được cảm tạ đoàn kim nhạc đến từ dịch vụ chọn gói Sơn Thượng. Này xin trân trọng kính mời quý vị đưa góp trở lại bàn nước con trầu và cùng chung tay nó công việc cho cụ trước lúc đi xa. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý tăng gia, giờ đây đã tới giờ đoàn kim nhạc chúng con long trọng cử hành nghi lễ tiễn biệt, nghi lễ báo ân thay cho tất cả các con các cháu của cụ. Vậy ban tổ chức đức tăng chúng con xin kính mời tất cả các con các cháu của cụ chúng ta tập trung trở về trước áng tiền và xin kính mời một vị đại diện cho gia đình lên đốt một bó nhang, sau đó sẽ chia cho anh em con cháu mỗi người một lén tâm nhang. Trên đoàn lễ đây thì đã tới giờ đường mây nhẹ bước mà rước cha về nơi ấy cùng tổ cùng tiên. Phút giây trang trọng trang nghiêm, anh chị em chúng con cùng với các cháu chắc lượt ngoài xin được giải hoa thắp nhang tiến biệt cha về từ đây. Cha ơi đang tiến vào phòng tăng nhà ta là những cánh hoa lòng thương nhớ của tất cả anh chị em chúng con cùng với các cháu chắc lượt ngoài đang trở về để viếng cha trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Mà cảnh nhà nhà mình hôm nay tăng tóc thế này cha ơi, trong hoa có nước mắt rơi, hoa vẻ hoa gốc cùng người phải không? Ôi cánh hoa tươi với ngọt nến hồng, tất cả anh chị em chúng con cùng với các cháu chất lội ngoài ở lại chỉ biết chúc cha an nghỉ rất dài lưu suối vàng ngàn thu. Kể từ nay chúng còn mồ côi, kể từ nay cha về núi vàng xa rồi. Giờ đi muôn cánh hoa, về đi tiễn thăm người. Nhìn hoa rơi thấy lòng con buồn người. Cha ơi, ơn dưỡng dụ của cha suốt đời này chúng con không kể xiết. Nhớ về cha, nhớ về cha mà cõi lòng chúng con xa xiết. Tình yêu người đèn lửa liên hoa. Than ôi cây chanh nhánh cây cũng chỉ cùng một mùi.
một nguồn. Tất cả anh chị em như chúng con đây giờ lấy đây đông đủ. Chúng con xin được kính dâng lên Cha. Cha ơi, chúng con xin được kính dâng lên Cha những cái hoan lòng thương viếng Cha đi, Cha ơi. Cha ơi, giờ lấy đây chúng con đang nghe tiếng kinh đồng hồ tích ra. Mà như con sao mà thằng ôi, như con sao vào lẹt vội lẹt lan. Thời gian chỉ còn bất gian, là chúng con phải tìm Cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Thằng ôi, từng giọt lệ, từng giọt lệ cay chắc khóe mắt. Mà vết đau này, Cha ơi, vết đau này ngày hôm nay mà sâu ngỡ thu đức đoàn thương đau ngập tràn. Cha ơi, Cha ơi, Cha đi, Cha có nhớ anh chị em chúng con không? Còn anh chị em chúng con cùng với các cháu chất lượng ngoài ở này thì đang một già một lòng nhớ Cha đây, Cha ơi. Đã xa ngàn cơi, đừng bao
tháng hương bay, những cánh hoa rơi mà lòng chúng con đau đớn. Bởi Sơn Khê, thật ơi, bởi Sơn Khê ơi, nghìn trùng sầu buồn. Không phút mực nào ta giết được cha ơi. Bởi giờ đây chúng con mất cha, chúng con đang mất cả bầu trời. Như vũ trụ không lánh vàng soi chiếu, bao năm qua, than ôi bao năm qua chúng con đã đồng tròn chữ hiếu, mà xót xa lòng là giờ đây chúng con đã mất cha cha ơi. Cha ơi, thế là để tận nay đây chúng con đã vĩnh viễn mất cha thật rồi. Mà hương lòng một nén thì nhìn đời cách xa. Than ôi người ta thì còn đủ cả mẹ cả cha. Mà số anh chị em chúng con lại là người mồ côi. Cha ơi, cha ơi, cha đi về chốn xa xôi. Đau lòng anh chị em chúng con lắm. Cha ơi giữ chiều. Cha ơi, cha ơi, thế là kể từ nay đây còn ai để hết già mà thương mà yêu. Còn ai dạy bảo những điều phải ngay. Cha về bên cõi liếc bàn, để cho anh chị em chúng con ở lại đêm ngày nhớ thương. Cha ơi, cha ơi, bỏ tay chúng con cung kính lẻ thương. Thương được cha đã vì chúng con táo tần. Cha ơi, cha ơi, đợi cha là cả gian chân lui đàn con dài chẳng màng tổng thân. Một đời khổ cực tháng năm, cha chỉ mong cho anh chị em chúng con được muôn phần ấm lo. Vậy mà cha ơi, vậy mà cha ơi, sợ thức dậy đây hữu tình chúng con vẫn chưa no. Chén cơm bát nước cho người cha thương. Giọt mưa chảy ngược trong lòng vẫn nghe câu đấy như còn tiếng cha yêu. Xin chạy về phù hộ độ trì cho anh chị em chúng con, cho các
nội ngoại cùng đại gia đình nhà ta sướng ở trên đầu được mạnh dầu thân thánh mạnh khỏe an khang. Kính mời ban tổ chức tiếp tục làm việc. Kính thưa vong linh hồn cụ Trần Văn Quế, thưa gia đình tang lễ, cụ Trần Văn Quế sinh năm 1928, sinh quán thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Sau một thời gian cụ lâm bệnh nặng đã được bác sĩ cùng gia đình, các con, các cháu, cụ chăm sóc tận tình, cứu chữa. Do tuổi cao, sức yếu, cụ không qua khỏi. Cụ tạ thế vào hồi 18 giờ 48 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng 1 năm âm lịch, cụ hưởng thọ 96 tuổi, năm 1949. Đến năm 1953, cụ tham gia vào hội du kích kháng chiến chống Pháp tại địa phương và cụ đã được nhà nước tặng huy hiệu kháng chiến chống Pháp. Sau năm 1954, hòa bình lập lại, điều kiện đất nước khó khăn, năm 1960, cụ tình nguyện cùng gia đình vào tham gia hợp tác xã nông nghiệp và tham gia vào ban thương nghiệp xã Tân Hưng. Trong những năm chiến tranh, cụ xây dựng gia đình trong nền kinh tế đất nước còn nghèo nàn và lạc hậu. Cụ sinh được 7 người con trong nền kinh tế khó khăn. Cụ và tần tảo vượt khó nuôi dạy các con cụ khôn lớn và trưởng thành. Cụ đã vận động con cụ tham gia vào chiến tranh bảo vệ tổ quốc và hoàn thành nhiệm vụ về địa phương, và các con cụ đi xây dựng và làm ăn kinh tế từ Bắc vào miền Nam. Dù bất cứ
Nghĩa nơi nào các quan cụ đều chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là địa phương. Trong lao động sản xuất, cụ luôn là người gương mẫu, tích cực. Đến nay, cụ tham gia vào Hội Cựu Chiến binh thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, Chi hội Người Cao Tuổi thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, Chi hội Nông Dân, xã Tân Hưng, đoàn đội du kích thôn Lê Lợi. Kính thưa vong linh hồn cụ Trần Văn Quế, cụ mất đi để lại tình thương yêu vô hạn cho gia đình, các con, các cháu. Cụ mất đi một người cụ, người ông hiền hòa, đức độ của gia đình, cán bộ và nhân dân thôn Lê Lợi, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người Cao Tuổi, Hội Nông Dân, đội du kích, cô vòng hoa tươi, lén nhang thơm, kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng gia quyến. Thay mặt ban tang lễ, trân trọng giới thiệu ông Bùi Như Lạc, Chi ủy viên trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng người cao tuổi lên thắp nhang. Xin kính mời ông. Xin trân trọng giới thiệu bà Cao Thị Hoa, Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội Nông Dân lên thắp nhang. Xin kính mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Cao Xuân Cường, Phó thôn Chi hội Cựu Chiến binh thôn Lê Lợi lên thắp nhang. Xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Thoa, thay mặt đội du kích thôn Lê Lợi lên thắp nhang. Xin kính mời. Kính thưa hương hồn cụ Trần Văn Quế, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, vĩnh biệt cụ yên giấc ngàn thu, cán bộ và nhân dân thôn Lê Lợi, Hội Người Cao Tuổi, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông Dân, đội du kích thôn Lê Lợi, xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện gia đình lên đáp từ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền, đoàn thể, chính trị xã hội thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể nhân dân. Nhận được tin ông tôi ra đi về với tiên tổ, quân dân chính đảng và nhân dân đã bớt chút thời gian và ngọc đến phúng viếng và đưa ông tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho gia đình, xin chân thành cảm ơn. Trong lúc tăng ca bối rối, có điều gì sơ suất xin được lượng thứ. Sau khi đưa ông tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, một lần nữa thay mặt cho gia đình, kính mời ban tăng lễ, các cụ, các ông, các bà, các ban ngành đoàn thể, cô dì chú bác cùng toàn thể nhân dân trở lại về nhà ta ăn dầu uống nước để gia đình có lời cảm tạ. Đã đến giờ đưa tang cụ Trần Văn Quế về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin kính mời toàn thể nhân dân đưa linh cứu cụ ra xe tang. Xin kính mời.
Thank you.
Chưa? Không, chưa. Vừa đã luôn đấy, lấy một chén được. Anh nhớ ra nhờ các anh ơi. Kìa.